Xin chào tất cả mọi người, quay trở lại kênh Chuyện Đẹp Vô Giá. Chúc người mới thất nghiệp sức khỏe luôn thành công nha. Nay mình review Wonder Farm này. Cái chai bình thường này, chai này sẽ là bí đao nha. Nay mới ra hương mới là hương me. Thể tích giống nhau nha. Công ty cũng giống nhau luôn. Giá 8.000 nha, ngày sản xuất hạn dụng nằm dưới đây nha. Đó, 2 năm. À, thành phần có này, nước này, đường này, nước ép me. Chất điều chỉnh độ axit này, màu tổng hợp, chất làm dày, muối, hương liệu me nha, chất tạo ngọt. Đó. Ngon hơn cứu lạnh rồi, đơn giản thôi nha. Cái màu của me nhìn rất đã, nhìn là thấy chả nó dãi đấy. Ừ, màu của me luôn. Màu này cũng nhìn cũng giống như màu của Wonder Farm bí đao, nhưng mà màu đậm hơn nha. Mở ra sực nước mùi me luôn, mọi người nha. Trời đất ơi, phải nói là ngon tuyệt hảo, giống kiểu như ăn me mà mình gọi là me, nhưng me ngọt ấy, ngon cực kỳ luôn. Uống vô đầu tiên á, nó có vị chua chua của me, nhưng vô lúc sau nó có độ ngọt lịm của me nha, ngon tuyệt vời luôn. Ok nha, theo mình đánh giá là uống loại này rất là ok, nhưng mà mình cảm giác nó nước me thì chắc hơi nóng so với cơ thể của mỗi người nha. Thì mỗi loại uống một lon. So với hai loại thì mình thấy cái loại này thì nó trương về cái độ chua xong đến ngọt, còn cái loại kia là đều luôn. Cái loại mà Wonder Farm bí đao ấy là nó ngọt đều luôn, còn này nó có tí chua, tí ngọt, tí thơm. Thì loại này nhiều hương vị hơn nha, mình thấy nó uống ngon nha. Cảm ơn mọi người yêu quý xem đẹp mình nha. Mọi người nhớ like đăng ký cho mình. Xin chào mọi người trong video tiếp theo nha.